Khanh ơi, em nhớ ba quá à. Khi nào ba đi biển mới về? Thôi, em đừng có khóc nữa mà. Anh sẽ chăm sóc cho em và yêu thương em, anh hứa. Vì em cứ sợ rằng hôm nay chỉ là mơ. Bàn tay nắm chặt, chẳng muốn sợ. Hết thời gian rồi. Đi. Tạo ơi, tôi yêu đời nó chạy thoát nào. Đi ra. Cố đi ra. Tôi phải thấy con ma. Ở. Tôi đã nói rồi, yên tâm, không có con ma nào nữa tới đây trơn rồi. Buồn mảnh mà. Đưa tiền, đưa tiền. Tôi xin lỗi. Cô hại chết em gái của tôi. Tôi sẽ giết cô.